Rồi xin kính chào quý vị, bà con cô bác, anh chị và các bạn thân mến. Đó, hôm nay là mình có đi quay chợ Cầu Móng hay còn gọi là chợ Hương Mỹ quý vị. Đó là ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đó. Sẵn đây sát bên chợ có chùa của sư Giải bán khoai đó quý vị. Đó. Sự tích của sư Giải bán khoai. Mình muốn ghi hình lại gửi đến cho bà con cô bác anh chị và các bạn cùng xem. Đó. Sư Giải bán khoai nha. Đây đâu quý vị. Đây là cái nơi thờ đó là ngày sư Giải bán khoai. Đó. Trước đây có cái bảng kỷ niệm 65 năm ngày Đức Thầy Sư Vải Viên Tịch. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong tham quan nha. Ở đây là toàn bộ mé trước quý vị. Ở mé trước sư Giải bán khoai. Ở đây là cái ấp thị xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đó. Đối diện với lại trường mầm non Hương Mỹ quý vị. Đó, đây là đường ấp thị. Và đây là cái cổng đi vào trong nơi thờ tự thầy sư vải bán khoai quý vị. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong tham quan nha. Ở trên đây có hai con rồng quý vị, bằng đá sành đó, màu xanh xưa luôn, rất đẹp luôn quý vị. Giờ chúng ta sẽ vào trong tham quan một chút nha. Đó. Đây là bên trong khuôn viên ở nơi thờ sư Vải bán khoai nha quý vị. Đó. Đây có một cái cây khế kiển nè. Đó, các bạn thấy cây khế kiển chưa? Rất là đẹp luôn. Ở đây là xây cái tượng trưng cho cái chiếc xuồng, chiếc tàu hồi xưa. Đó là thầy sư Giải đi bán khoai rồi nói pháp độ đời đó quý vị. Đó. Đây khắc chữ 24 tháng 10 năm 2001. Đó, cái gốc khế nè, rất đẹp luôn. Và nơi đây là cái mộ quý vị. Nơi đây là cái mộ của sư Giải nè. Đó. Nơi mộ phần của sư Giải bán khoai. Nó được nằm trong cái nhà kiến nha quý vị. Đó. Có hai con rồng bằng đá miễn sành quý vị, rất đẹp luôn. Đó. Bên đây có chữ tô điểm mộ phần tráng lệ thành tâm tôn kính Đức Thầy. Đó. Rồi bên đây chúng ta cũng có một cái câu liễn nữa nè. Tân trang hoa cảnh quy hoàng, thiện chí phụng cung tiên Phật. Cái nhà này là cái nhà mồ nha quý vị. Đó, nơi thờ Đức Thầy sư Giải bán khoai quý vị. Ở trên có cái lồng kiến không quý vị, hình như là ướp xác ở trong đó hay sao quý vị. Ở nơi là để mình vào mình viếng chút nha quý vị. Đó, nơi bên trong đây là nơi mộ của sư thầy sư Giải bán khoai quý vị.
nơi thờ cúng. Bên đây có hai con rồng, ở đây có con rồng rất đẹp luôn quý vị. Được cắt chạm trổ rất đẹp luôn. Bên đây một con, bên đây cũng có một con rồng nữa nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Tuyệt vời. Đây là cái mộ của Đức sư thầy quý vị. Sư bán, sư giải bán khoai. Đây 59 tuổi. Đó, bên đây là toàn bộ bên trong ngôi mộ của sư giải bán khoai. Thì bên đây có dòng chữ rồi quý vị, mộ thầy sư giải bán khoai. Đó, tịch ngày mùng 10 tháng 2 năm 1957. Đó. Dưới này quý vị, đức thầy gửi xác tại nhà ông Chính. À, lúc 9 giờ đêm mùng 10 tháng 2 năm Đinh Dậu 1957 an táng phần mộ tại cầu móng cái gì. Đó, cái cầu ở đây là cầu móng cái gì đó, hay còn gọi là cầu Hương Mỹ bây giờ, xã Hương Mỹ. Đó, toàn bộ bên trong khu mộ của sư phải bán, bên đây cũng có một cái đền cái gì, đền thủy tọa. À, rất đẹp luôn vậy. Đó. Thì các dưới một cái ao sen nè. Đó, một cột cái gì. Cái này bông, cái này bông súng gì. Không phải bông sen, bông súng. Đó, và đây là cái đền thờ, đền thủy tọa. Đây có một cái cây mai tứ quý cũng rất đẹp quý vị, đang ra bông nè. À, cái cây sung nè, rất là nhiều trái luôn, nhỏ nhỏ đó. Đây toàn bộ khu viên bên trong nơi thờ sư giải bán khoai quý vị, cũng rất là to, rất là rộng luôn. Khu vườn dài xuống tút phía sau luôn quý vị. Ở đây là cái nhà ăn, nấu ăn đãi khách ở gì. Đó, cái khuôn viên nơi thờ tự sư giải cũng rất là mát mẻ luôn. Đó, những cái quầy dừa này quý vị. Về Bến Tre thì không thiếu dừa được đúng không, xí dừa mà. Đó. Rất là nhiều những cái gốc mai cho quý vị. Đó, gốc mai, mai vàng cũng như mai tứ quý, những gốc lão làng luôn á. Rất đẹp luôn. Ở mé bên trong là cái chánh điện đó quý vị, nơi thờ. Mé bên đó là bên trong chánh điện đó quý vị. Ở bên đây có một cái chỗ nè, ghi nè, nơi phát lộc khoai. Ở đây có những cái bức tranh nhân quả. Ở bên trong điện là thờ sư đó cô. Dạ. Em vô trọng. Dạ được.
Để bên trong đây là cái điện thờ sư quý vị. Cũng thờ rất là nhiều Phật luôn quý vị, hình Phật nè. Đó. Những cái bức tranh Phật rất là nhiều luôn. Ở trên đây là bàn thờ Tam Bảo chị. Đây là nơi thờ Tam Bảo luôn quý vị. Bên đây có những cái bức tranh của Quán Thế Âm nữa nè. Vậy đây Quán Thế Âm, còn Củ Huyền đây. Đây là Củ Huyền ha. Dạ. Mấy bên đây là bàn thờ Củ Huyền nè mấy gì. Củ Huyền Thất Tổ. Đó. Đây là nơi bàn thờ thờ Củ Huyền Thất Tổ. Còn đây là ông Địa, còn đó là Quan Công, Quan Lễ, Quan Bình. Bên đây là thờ các vị thần ha. Quan Thánh, Quan Bình rồi Châu Sương ha. Rồi chỗ thờ sư Bán Khoai là cho nào. Dạ. Đây là toàn bộ đi quý vị. Đó bên trong cái ngôi đền thờ Tam Bảo với lại Đức Thầy sư thầy Bán sư Giải Bán Khoai quý vị. Ngày xưa là chiếc xuồng này là sư đi bán khoai, là đi độ đời nè ha. Dạ. Đi quá duyên nè. Đi quá duyên là đi giảng đạo cho đời ha. Dạ dạ. Chiếc xuồng này là còn giữ nguyên luôn á chị. Dạ, rồi bắt đầu đem lên mà sơn lại. Dạ, sơn cũng như làm lại cho nó hoàn. Dạ. Nó coi đẹp lại chứ hoàn chỉnh thì không hoàn chỉnh. Chị giữ ở đây. Dạ không, cũng như là ở đây suốt như từ thứ hai tới thứ sáu. Dạ. Là vô phụng phần công đức trong này. Dạ. Còn cái chị giữ chùa thì chị đi rồi, cũng như là bên đây cũng như là ở đây là thường khách du lịch tới cũng nhiều lắm hả chị? Dạ, khách du lịch nhiều lắm, nhiều. Dạ. Như thứ bảy là chủ nhật là nhiều hơn. Dạ. Còn hàng ngày thì cũng như là khách rai rai thôi. Dạ. Đó là cái đó, còn bằng thầy của thờ của thầy. Dạ dạ. Đây là quý vị, đây là cái chiếc xuồng ngày xưa sư Giải đi bán khoai đó quý vị. Đó. Thì đi quá duyên. Đó, đi quá duyên rồi độ đời. À, những cái máy dầm này là hồi đó luôn hả? Dạ, hai cái này là cái tay chèo của thầy. Hai cái tay chèo là hồi xưa luôn ha, là dạ, thầy dạ. Thầy đứng thầy chèo luôn ha. Dạ, dạ, là cũng như là còn để nguyên di tích của thầy đó. Còn những cái gói đó là mới hả? Dạ, cũng là cũ luôn rồi, cũng như là bó lại mình để đó là giống như kỷ niệm của thầy dạ, ha. Đúng rồi. À, quý vị hồi xưa là cái máy này nè, đó cái máy này để che mưa che nắng nè, thầy đi á, bơi xuồng đi đó, đó là ghe thầy là ghe Bủ Sơn, đó là Bủ Sơn Kỳ Hương đó, nhưng mà này đi Bủ Sơn là ngày xưa là Bủ Sơn Kỳ Hương ha. Dạ. Đây là quý vị đó là còn giữ nguyên cho tới ngày hôm nay quý vị. Sao, hai cái dạ, dạ. Có cái nào mình sửa lại không? Có, cũng như là mấy cái này nó bể nè. À, mình đóng lại cũng ha. Như là mấy cái này nó bể nè, cái mình sửa lại cũng như làm bằng cho di tích sau này, cũng như dạ. Đặng khách phương xa đặng tới đặng viếng thăm đặng hỏi cũng như di tích của thầy vậy đó. Dạ dạ. Ê quý vị đóng lại nè, ở đây là nó hở nè. Dạ không, cái đó cũng không sao. Nó đâu có vô nước đâu ha. Dạ không, vô nước là vô nước cái bè này thôi, còn này cũng như là mình đóng ở trên cũng như cho để đồ cho đừng có rớt dạ. Vậy thôi. Đây ngày xưa đó quý vị, dạ. Còn sơn cái bông hoa sen nè. Đó. Đây là kỷ vật của Đức Thầy Sư Giải Bán Khoai quý vị. Đó, như dưới ghe nó mục nè. Đó, sửa lại đó. Những miếng dán nó mục nè. Dạ. Đó. Còn lưu lại cho tới ngày hôm nay luôn quý vị. Cái này là cái đuôi ghe chưa? Dạ, cái đó là cái đuôi ghe, là dạ. Cái bên lái ghe. Bên lái ghe. Cái ghe, còn đó là cái mũi ghe. Dạ. Cũng dạ. Chiếc ghe này cũng dài chứ. Dạ dài. Là ngày xưa là sư Giải là sống có một mình trên chiếc ghe này thôi. Dạ đúng rồi. Có đệ tử đi chung không? Dạ không, thầy bắn khoai rồi đi đến đâu thầy quá duyên đấy. Dạ. Dạ. Cái lịch sử của sư là sư quê ở đây luôn hả chị? Dạ không, cũng như là nói chung là không biết là sư mượn xác rồi cũng như là không biết là ở đâu á, cũng như là đi thường thường hiện giờ cũng như là cúng kiến thì nghe nói là sư ở An Giang, gốc gác sư ở An Giang, nhưng mà khi sư đi á, xuất thân ra đi á, thì không biết là ở đâu, tại vì rồi biết, nhân duyên sao mà lại thờ sư ở Bến Tre này, tại vì sư gửi xác đây. À, có nghĩa là gửi xác, hồi nãy em thấy ghi cái chữ gửi xác ở nhà chú Chính gì đó phải không? Dạ, dạ. Ở chú Chính ở ngay cầu móng phải không? Dạ.
là nên thành ra là thờ sư đây luôn, dạ. Lập mộ sư đây luôn. À, cái mộ nãy là cái ở trên đó là để sư nằm ngoài đó luôn. Lúc trước sư mất á là cho sư nằm á là ở dưới này, ở dưới quan cúng này là ngay chỗ trường học cấp 2 bây giờ á, là dạ. Trường hờ hớn ngoài đó. Dạ. Rồi lấy xác thầy về động chôn tính với là du mộ ở đây, yeah. Nhưng mà thật sự là tới đó là thầy tịch nó vô đó luôn. Rồi đằng này cái chú chủ đất này nè, rồi mới xây mộ thầy đó rồi làm ghe thầy ở đó luôn. Vậy là ở ngoài em thấy là sư tịch năm 1957 hả? Thì cũng mất cũng lâu rồi, 50 thầy mất thì hiện mới 59 tuổi thôi. Dạ. Yeah. Hồi xưa là sư có bị bệnh gì không hay là sao? Thì nói chung là cũng như là trên rồi cũng như tới ngày tới giờ đó là bắt đầu xích. À là cái như bỏ xác rồi, bỏ xác rồi đi. Rồi bắt đầu mượn xác khác vậy đó. À dạ. Đó. Rồi cho nên là nhiều cái như vậy là cũng như là không biết được. À, vậy là em nhớ là sư là xuất thân ở An Giang. Dạ. Là bên đạo là Bủ Hương, Bủ Sơn Kỳ Hương. À, là sư đi hành đạo à, thì sư bán phai xong rồi mới tới Đức Huỳnh Giáo Chủ. Dạ. À, Đức Huỳnh Giáo Chủ là sao? Cũng như là ổng đi à, là cũng giống như vậy ha. Dạ, dạ. Cũng như trong khi đó thì bao nhiêu ngày thì mất rồi này kia rồi. Dạ. Rồi thầy xong rồi thì em mới mượn xác người khác quá duyên nữa. Dạ. Có nghĩa là đi trên đường đi độ tới đây là bị tịch ở đây. Dạ. Nên thành ra là bà con mình ở đây là lập cái đền thờ ngài luôn. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị. Thưa quý vị đó, đây là nơi thờ bàn thờ của thầy sư Giải Bán Phai quý vị. Đó. Bên đây có dòng chữ nè. À, đạo phổ càn khôn lưu vạn tế. Đó. Bên đây có chữ là Đức Minh Nhật Nguyệt hộ nhân sinh. Có nghĩa là ngày xưa là sư đi trên đường đi bán khoai đó quý vị, à, là độ đời đó là đến Bến Tre này ở ngay cái khu vực cầu móng là xã Hương Mỹ hiện nay, đó là sư thầy viên tịch đó là bỏ xác ở đây, đó nên bà con ở cầu móng hay còn gọi là xã Hương Mỹ gì ha? Đó là cầu móng bây giờ là gọi là xã Hương Mỹ. Xã Hương Mỹ đó là bà con lập cái ngôi mộ đền thờ là cũng hay là cũng như là chiếc ghe này quý vị đó. Còn lưu giữ của ngài cho tới ngày hôm nay nè. À. Ngày xưa là cái khoai đó quý vị, đó. Đó là thầy ngồi ở đây là đó, là ăn khoai rồi uống nước trà đàm đạo với lại bà con ở vòng vòng rồi ha, đi ngày xưa rồi ha. Chùa, dạ. Rất là đơn sơ quý vị. Thế nè. Nói chùa của thầy rất là đơn sơ. Nhưng mà chùa của rất là linh thiêng hả? À linh thiêng. Có rất là nhiều người ta tới đây ta cầu xin hả chị? Người ta cầu xin, rồi cũng như các di tích này là không phải là để con ghe của thầy không đâu. Dạ. Rồi ai đau bệnh á thì nguyện tên tuổi này kia rồi xả là thầy chuyển hết thì cũng như là về là khỏe. Có ai xin tài lộc gì không? Thì tùy theo mình cái tâm nguyện của mình. Cũng như mình nguyện ở cái gì đó vậy đó. Dạ. Ừ. Đây là di sách nè, chỉ nói như những cái bà con mà cô bác mà bị bệnh rồi đó. Đó đi du lịch xuống đây là xả di sách này ra là bắt đầu cầu nguyện xin. Dạ, cũng như vậy nè, cũng như mình cầm ra vậy nè, cũng như là xong mình để ra gì nè, mình nguyện cái tâm nguyện mình đi đó rồi bắt đầu. Giống như là mình đang kéo chiếc ghe đây vậy. Dạ dạ đúng rồi, cũng như là mình gửi thầy. Dạ. Đau bệnh cũng như gửi thầy chuyển ra ra xong ra chuyển vậy đó. Dạ cũng hay ha. Dạ. Nhưng mà theo theo như lời đồn của bà con ở vùng bảy núi An Giang hay là cũng như ở đây, có nghĩa là thầy vẫn còn hiện hữu đúng không, nhưng mà ở quá thân ở có như là mượn cái thân xác khác hay sao? Dạ đúng rồi, cũng như là thầy vẫn còn hiện hữu nhưng mà không biết ở nơi nào. Dạ, đúng rồi, cũng như là bỏ xác đây rồi đi về về vậy. Dạ. Ha. Dạ mà lắm lúc thầy về đây cũng có. Dạ. Nhưng
nhưng mà mình không biết thôi. Chiếc ghe làm lại cũng đẹp ha, lót kiến lên nó sạch, đấy nó đẹp. Đang cải di tích rồi, đang nhiều nhiều khúc chia rồi cũng lại đây cũng quay được nhiều lắm. Dạ. Còn chú ở đâu? Dạ em trên Long An. Long An. Trời cảm ơn chị nhiều nha. Cái này cũng nhiều lắm, nhiều phóng viên rồi kia tới quay. Thì có cái bảng quý vị hả? Về chùa kính Phật trọng tăng, lắng nghe lời phát dạy răng của thầy. Cái này mắc mờ quá. Nghĩa ơn như bát nước đầy, khuyên ai gắn giữ phước đầy mai sau. Mình là con Phật thanh cao, chắp tay thưa thỉnh vái chùa lễ nghi, nói rằng đáng nhớ cách đi sao cho điềm đạm quay nghi chỉnh tề. Chùa là tổ ấm ta về, chung tay vun đắp chẳng nề hà chi. Công phu công quả hộ trì, già lam hưng thịnh phước vì lớn hơn. Cúng dường rồi. Đó, đây là toàn bộ bên trong đền thờ của thầy sư lại sư giả Bác Phật. Dạ. Dạ. Và đây quý vị, đây là bàn thờ, nơi thờ Đức Thầy sư giải bán khoai. Đó. Một bên có chữ Đạo Phổ Càn Khôn Lưu Vạn Thế. Bên đây là Đức Minh Nhật Nguyệt Hộ Nhân Sinh. Đó, và đây là di ảnh của Đức Phật Thầy Sư Giải Bán Khoai đó quý vị. Đó. Đây cũng có kể cả cũng có ảnh của Đức Quỳnh Giáo Chủ nữa nè. Đó. Đó, đây có còn lưu giữ lại chiếc ghe lúc sư vải đi bán khoai đó quý vị. Đó. Đó, còn lưu giữ và kỷ vật của sư giải bán khoai cho tới ngày hôm nay. Đó. Những cái máy dầm này là ngày xưa tới giờ luôn đó quý vị. Đó. Đây, những cái bông sen nè. Đó. Đây là phần đuôi. Đó, đây là phần lái, phần đuôi ghe nè quý vị. Đó, ngày xưa là sư giải là chèo đứng ở đây nè quý vị. Đó, đứng ở đây là mình chèo hai cái cây dầm nè. Đó. Hai cây dầm rất là dài luôn. Đó. Còn nguyên luôn. Đó, được sơn phết lại giữ cho đến ngày hôm nay. Đó, đây là cái mái dầm. Đó. Nơi đây là cái nơi mà sư ngồi uống trà, đồ ăn khoai, đồ đàm đạo đó quý vị. Đó. Đây là cái di xích giống như chị nói là bà con tới đây quý vị. Đó, thì giải sợi di xích ra như vậy nè. Đó, rồi mình cầu nguyện thí dụ như là những cái bệnh tật hay là cầu nguyện về sức khỏe rồi đó. Đó là sư thầy là đem ra biển, ra sông là thả hết đó cho nó con người nó được thanh tịnh, nó khỏe, hết bệnh. Đó. Và điều đặc biệt đó quý vị. Đó, mình tới đây là mình phải đốt nhang là xin phép sư nha. Đó là các bạn ai muốn ghi hình tới đây là trước tiên là phải đốt nhang xin phép sư thì chúng ta ghi hình mới có. Đó. Khi nãy mình vào quay á, nói chuyện với lại cái chị ở đây á, mình quên đốt nhang đi nên thành ra quay xong rồi ra mở ra không thấy gì đâu quý vị. Đó, nên bây giờ mình phải mình đốt nhang xin phép sư thầy rồi mình quay lại ghi hình lại để gửi đến cho bà con cô bác mình xem cái di tích lịch sử. Đó, về cái chiếc ghe đó là nơi là cái lúc trước là sư giải đi hành đạo nè. Đó, đi khắp nơi. Đó, và ngài tịch tại Cầu Móng. Đó. À, lúc đó thọ được 59 tuổi quý vị. Đó là ngài bỏ xác tại ngài Cầu Móng này. Đó, còn lập cái ngôi mộ hồi nãy lúc đầu tiên chúng ta xem đó quý vị.
Đó. Đây là chiếc ghe của sư. Đó. Hay là đây là cái bàn hương án, bàn thờ của sư Dạy Bán Khoai. Đó. Rồi vài hình ảnh về nơi mộ phần cũng như cái chùa nơi thờ Đức Thầy Sư Giải Bán Khoai. Đó, được tọa lạc ở ấp Thị, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem lại đó khu vườn vẻ đẹp nơi Đức Thầy Sư Giải Bán Khoai bỏ cái thân xác phàm này ở tại Cầu Móng. Đó. Nay là xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Rồi, bà con mình xem video, nhớ đăng ký ủng hộ cho Minh cũng như like chia sẻ nha. Mình cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc bà con cô bác anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, niềm vui.